chào Trọng Long. Cái đợt tập trung này của đội U22 Việt Nam là cái đợt tập trung để chuẩn bị cho cái vòng loại U23 châu Á. Thì là cái cảm xúc của Long như thế nào khi mà được bác triệu tập cho đợt tập trung này? Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được triệu tập trong đợt tập trung này ạ, để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Em đã chuẩn bị những cái gì cho đợt tập trung này bản thân em? Thì bản thân em thì trong đợt dịch vừa rồi thì em cũng cố gắng củng cố thêm một ít thể lực để chuẩn bị cho lên đây tập trung với cùng đội U23 Việt Nam ạ. Các giải đấu của trong nước thì đang phải tạm dừng do ảnh hưởng dịch Covid, thì cái điều này đã ảnh hưởng như nào đến cái quá trình chuẩn bị tập luyện của em? Thưa anh, là trong cái quá trình mà các giải đấu trong nước bị hoãn thì em bị không được tập luyện ngoài sân và tự tập luyện tại nhà, vì thế nên là em bị mất cảm giác bóng và mất cái sức thi đấu của mình. Mục tiêu của Trọng Long trong cái đợt chung này, thì cá nhân em có tự tin là sẽ cạnh tranh được một cái vị trí thi đấu tại vòng loại U23 châu Á sắp tới hay không? Mục tiêu của em tại vòng loại U23 châu Á này là cứ cố gắng tập luyện hết mình ạ. Còn có được hay không là tùy vào ban huấn luyện ạ. Nếu mà không phải thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ sở trường thì em rất tự tin sẽ hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà ban huấn luyện đặt ra. Nếu mà được giao ở vị trí không phải sở trường của mình thì em có thể cố gắng tập trung và thi đấu thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong cái quá khứ thì Long thường gặp rất là nhiều thử thách và cũng như khó khăn, thì là em đã vượt qua nó như thế nào? Dạ, trong quá khứ thì em cũng đã vượt qua nhiều thử thách, được do em được động viên từ nguồn động viên từ gia đình, bố mẹ và anh em bạn bè. Bạn có cái lời nhắn gửi gì đến người hâm mộ trong cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất là căng thẳng hiện nay? Dạ, em mong là Việt Nam chiến thắng đại dịch và bóng đá trở lại, và mong mọi người giữ gìn sức khỏe để vượt qua đại dịch ạ.